Hoàng Kim chọn bên nào đây? Bên này. Quá wow, nhiều trứng sô-cô-la quá. Dạ Hân chọn bên nào? Chúc mừng em, nguyên hộp kẹo con mắt luôn. Mẹ chọn bên nào đây? Bên này may mắn nè. Nani? Hả? Sao lại là mặt nạ rồi? Lại đây, bây giờ sẽ cùng mình lọc mặt nạ nha các bạn. Các bạn thử đoán xem là có mấy lớp mặt nạ nha. Hãy bình luận ngay dưới giúp mình. Vậy muốn cái gì nè? Dạ, con muốn, nếu thì hai con muốn đi mua bánh. Rồi, được rồi, Diễn Tiến thì dẫn đi mua bánh nha.